Wow, trời ơi, tô mì ngon dữ vậy ta. Ủa, ai là người đã nấu cái tô mì này vậy? Simmy, Sammy hay là Camu vậy? Ủa mọi người, ai nấu ăn vậy ngon quá à? Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ăn ngon như vậy đó. Tôi nấu đó. Ông thấy Ủa, ngon hả? Sam nấu hả? Trời ơi, ngon lắm luôn á. Thôi, tôi cảm động quá. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn mì gói á. Mặc dù là tô mì này chỉ là mì gói thôi, nhưng mà nó đầy ắp tình thương, đồ ăn cũng nhiều nữa. Cảm ơn Sam nha. Ê, tình thương nhỏ. Ê, khoa khoa, dừng 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 khoảng chừng Hả? 2 giây. Tôi có ý kiến nha. Tại sao cùng là tô mì, cùng là mọi người với nhau, mà tô mì của tôi với cả là Simmy thì ít thịt hơn tô mì của Phong? Tô mì của Phong là thịt này, nào là cá này, nào thả là rau này, bao nhiêu loại, mà của tôi chỉ có mỗi mì thôi là sao? Thì tại vì là tôi biết rồi, tại vì á là Phong làm việc rất là nhiều, rất là thức đêm cày ngày, nên tôi quyết định là tẩm bổ với Phong thôi mà, có gì đâu đúng không? Mình hy sinh xíu thôi mà, là đồng đội của nhau, có gì đâu mà phải so đo. Chắc là tôi nghĩ chắc là do là Sammy thấy tôi là đội trưởng của nhóm á, cho nên là Sammy nấu đồ ăn nhiều hơn cho tôi, để gọi là tôi ăn để tôi có sức khỏe, lãnh đạo team mình thôi. Nhưng mà lần sau thôi Sam chia đều đồ ăn cho mọi người nha, tôi không cần ăn một mình tôi đâu. Rồi tôi biết rồi, được lần này ha, được lần này ha. Hy sinh hay là lỡ thách người ta rồi vậy? Không có biết, không có biết. Cái gì vậy? Dễ thương. Hai cái bàn này nó mà ăn đi. Trời trời, nghĩ đi, nghĩ đi chứ. Không giờ, thôi ăn đi. Mệt Ủa, mệt cái gì? Rồi. Thích gì? Thích ai? Ủa, Sam thích ai? Ủa, đâu vậy? Ai biết gì đâu, mình không biết gì hết trơn. Mình không biết, không biết, không biết, không biết, nhớ. Thôi mọi người ơi, mọi người đừng có trêu chọc Sam nữa nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn đi, rồi còn đi trên đường làm nhiệm vụ nữa. Ai, mời mọi người nha. Ủa, khoan từ từ, cái tiếng gì vậy? Ủa, ui, khoan, đợi một tí. Mọi người ơi, có báo động, có báo động. Hình như là có một cái tín hiệu phát ra ở gần đây. Hình như là có một người nào đó, đang xuất hiện ở trong hòn đảo. Tôi nghĩ rằng là chắc là quân đội đến đây để giải cứu chúng ta đó. Chúng ta sắp được thoát rồi. Nhưng mà khoan đã, hình như là cái vị trí này nó hơi xa, cho nên là quân đội không thể nào vào trong đây được. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ á là phải ra ngoài đó để đón họ. Lúc đó thì họ mới có thể phát hiện ra chúng ta và đưa chúng ta trở về với lại đất liền được. Mọi người hiểu không? Hiểu. Ok. Được rồi, đi đi đi. Nhưng mà khoan, để đề phòng có zombie ở trên đường, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị vũ khí. Mọi người lấy vũ khí đi. Nhanh lên. Đây. Rồi, được rồi mọi người ơi. Chúng ta sắp được cứu rồi. Kiểu này thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra khỏi được cái hòn đảo này thôi. Nhanh lên nào mọi người. Let's go. Nhanh lên. Ơi, kỳ này chúng ta thoát rồi. Đi xuống nhanh mọi người. Trời ơi, sau một khoảng thời gian gần cả năm trời bị kẹt lại trong cái hòn đảo này, chúng ta sắp thoát được rồi mọi người ơi. Nhanh lên. Rồi. Rồi. Bây giờ như thế này nhé. Địa điểm thì tôi đã đánh dấu trên bản đồ cho mọi người rồi. Nhiệm vụ của mọi người là phải chia ra để tránh trường hợp zombie tụ lại một nơi rất là đông, sẽ không thể nào tiêu diệt hết được chúng. Cho nên tôi có phát cho mọi người một cái radio nữa, để có gì mọi người liên lạc lại với nhau. Mọi người hiểu chưa? Nhất thế nào. Rồi được rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau chia ra và đi đến địa điểm được phát tín hiệu nha. Let's go. Đi thôi. Quên đường này mới đúng. Trời ơi, chúng ta sắp thoát rồi mọi người ơi, mừng quá à. Hey, hình như là tín hiệu đó nó phát ra từ phía này. Để xem coi. Ui, zombie. Hey, tức thiệt chứ, buổi sáng rồi bọn zombie cũng xuất hiện nữa. Cản đường của ta hả? Mấy con zombie này. Hey, yeah. Này thì zombie nè. Tưởng gì hóa ra chỉ là mấy con zombie cùi bắp, yếu xìu. Ôi, khoan đã, từ từ. Vậy thì Camui, Sammy, Simmy, mấy người ấy cũng sẽ gặp zombie. Ôi, chết rồi, mình phải lấy radio để gọi cho bọn họ mới được. Alo, có ai bên đường dây bên kia không? Có nghe tôi nói gì không? Mọi người ơi, mọi người có an toàn không vậy? Ây da, một con nè, con cuối. Cuối cùng cũng xong rồi. Alo, Phong ơi, nghe rõ trả lời, Phong ơi. Alo, tôi nghe, bên Sam như thế nào rồi? Có tiêu diệt hết zombie chưa? Bên khoa tôi tiêu diệt hết rồi. Rồi ok, vậy thì ngay lập tức tiến về vị trí mà chúng ta đã nói. Nhanh lên. Ok. Một con, hai con, ba con, bốn con. Bốn con zombie sao? Cái này vẫn còn ít, mình vẫn xử lý được. Đấy chưa?
con cho mấy này yếu siêu à. Chỉ cần dùng cái súng lựu của mình thôi là tụi nó cháy sạch luôn. Alo, alo, Simmy ơi. Alo, alo, bạn có nghe rõ tôi nói không vậy? Alo. Alo, alo, tôi nghe nè. À, may quá, bạn với con an toàn. Bên bạn như thế nào rồi? Zombie đã bị tiêu diệt hết chưa? Bên mình gọi là sạch zombie rồi, yên tâm nha. Rồi, ok, ok, vậy thì mau mau tiến đến mục tiêu mà chúng ta đã nói, nhanh lên. Ok. Trời gì mà nhiều zombie dữ vậy? Một con, hai con, ba con. Sao đâu ra nhiều zombie này, tận ba con là đây. Mình mình có bom. Này thì ấy á. Trời, sao tự ném bản thân luôn. Trời, mày không có sao. Nè thì zombie. Sao đâu không sao vậy trời. Còn một con nữa. Hay cha. Ha. Tôi thật là bà rơ quá đi. Alo, alo, Camui ơi. Alo. Ai ở vậy? Tôi nè, tôi Phong nè. Đây, tôi đây, sao vậy? Ủa, bên Camui thế nào rồi? Có tiêu diệt hết được bọn zombie chưa? Có an toàn không? Trời ơi, may á mà tôi nhớ ra tôi còn có bom á, tôi ném hết bọn nó rồi, bọn nó chết hết rồi. Ok, an toàn rồi, được rồi. Bây giờ hãy mau mau đến ngay mục tiêu mà chúng ta đã nói từ đầu. Chạy đến nói nhanh lên. Ok, chờ tôi xíu, đi liền. Ờ, bây giờ đi đâu nữa ta? Ôi, lạc đường mất tiêu rồi. À, đúng rồi, mình có bản đồ, chắc chắn bản đồ sẽ giúp mình. Mình đúng là không biết coi bản đồ mà. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ mình sẽ đi đâu ta? Khó coi quá à. Bây giờ đi đâu trời? Ôi, ủa, gì vậy? À, trời ơi, may quá. Xém nữa là con zombie tấn công mèo Simmy rồi. Ê, Simmy ơi, Sim có sao không vậy? Ai, tại sao bà lại bất cẩn đến như vậy chứ hả? Trong cái thành phố zombie này á, chỉ cần bà lơ là một tí là zombie sẽ tấn công ngay. Ủa nãy ra xém nữa zombie cắn tôi luôn hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, ủa mà bà làm cái gì bà đứng im vậy? Ờ, thì tôi không biết đường, tôi lạc đường, đâu có bản đồ này chưa này, không hiểu gì trơn á. Trời ơi, coi bản đồ thì ít nhất bà cũng phải chui trong một căn nhà rồi đó, hoặc là leo lên cây cho nó an toàn chứ. Xém nữa là bà bị zombie cắn là biến thành zombie luôn rồi đó. Ai, trời xin lỗi. Rồi, hậu đậu quá. Thôi rồi, đi theo tôi, nhanh lên. Ừ, tôi biết rồi. Nhanh lên, Sim ơi, nhanh lên. Hình như là mọi người đang ở đây. Thấy rồi nè. Cao ơi, sao đây? Mọi người đây. Ơi, mọi người có thấy quân đội đâu không? Có thấy ai không? Hả? Không có thấy ai hết trơn á. Tôi đứng đây mỏi chân quá trời luôn, không có một bóng người luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Rõ ràng là tôi thấy có tín hiệu phát ra từ vị trí này, chắc chắn là phải có quân đội tới đây để gọi là giải cứu chúng ta rồi chứ. Làm sao không có ai được? Mau mau đi kiếm đi. Có ai không? Chúng tôi ở đây nè. Có ai quanh đây không vậy? Tôi đây nè. Ủa gì kỳ vậy ta? Ôi, mọi người, ở bên này có cái xe gì nè. Ủa gì vậy? Nhưng mà khoan, đây chỉ là một cái chiếc xe bị hỏng thôi, không có ai trong đây cả. Ơi, có khi nào là cái tín hiệu vừa rồi là một tín hiệu ảo không ta? Có khi nào là cái máy của tôi bị lỗi không nhờ? Ủa nhưng mà khoan, cái lắp gì đây? Ủa mọi người, có ai biết cái này là cái gì không? Ủa? Cái này nhìn nó hơi ghê ghê á, nó cứ nhấm nhặn gì ghê quá. Cái này giống như bảo vệ. Đúng rồi, nhìn như mấy một viên đá lấp lánh ấy. Nhìn nó giống như là một viên đá lấp lánh màu xanh vậy đó. Nhưng mà, ủa, Camui, bà làm nghề nhà báo á, mà có biết gì về cái hòn đá này không? Bà thấy nó bao giờ chưa? Tôi làm nghề nhà báo nhưng tôi đâu có biết gì về cái này đâu. Tính ra mọi người ở trong đây trước tôi luôn á, mọi người phải biết chứ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái hòn đá này đó. Nhưng mà, khoan từ từ, tại sao cái hòn đá này nó lại có một cái sức hút kỳ lạ đối với mình vậy ta? Nhưng mà khoan, đau đầu quá. Ủa, chị gì đây? Gì vậy? Không sao. Tôi chỉ cảm thấy nó hơi nhức đầu một tí thôi. Chắc là do từ sáng giờ chạy nhiều quá mà. Thôi được rồi mọi người, tôi nghĩ rằng là chắc là cái tín hiệu vừa rồi chỉ là một tín hiệu ảo thôi. Buồn thiệt chứ, cứ tưởng là được cứu rồi. Nhưng mà cái hòn đá này nhìn có vẻ khá là lạ đấy. Tôi không biết là nó có giúp ích được gì hay không, cho nên là chúng ta thử đem nó về nhà đi nha, được không? Đáng lẽ hả? Cũng okay. Được vậy. Ok được mọi người, nhắc lên nào. Hai ba. Đem nó về nhà thôi. Để tôi xem coi. Theo như những gì mà từ nãy giờ tôi nghiên cứu á, thì tôi có thể thấy được ở bên trong cái khối này nó có chứa một cái loại năng lượng vô cùng lớn,
thì cái loại năng lượng này nó khác với những cái loại năng lượng như là hai cái khói mà chúng ta đang sử dụng ở trên đây nè, để cung cấp năng lượng cho máy tính. Còn cái khói này thì nó cũng có năng lượng và nó lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây là một cái năng lượng bí ẩn gì đó mà tôi vẫn chưa biết nữa. Không biết nó có hại đến cho con người hay không. Nhưng mà tạm thời chắc là chúng ta vẫn cứ giữ nó ở đây để từ từ nghiên cứu. Mọi người thấy sao? Năng lượng bí ẩn hả? Đúng rồi. Tôi nghĩ là về sau nó sẽ rất giúp ích cho tụi mình á. Giúp ích hay không thì hiện tại tôi chưa biết. Nhưng mà tôi thấy được rằng là cái block này có thể đem để làm một số loại vũ khí có vẻ sẽ khá là hữu ích. Thấy cũng được á, mọi người thấy sao? Cũng được thôi. Được á, nhưng mà nhớ phải để nó riêng nha. Nhớ đâu là có người gì nguy hiểm á, nó lại nguy hiểm ra bọn mình thì chết á. Thì nói chung là một tí nữa tôi sẽ cất nó vào trong rương để cho giữ an toàn đến cho mọi người. Hoặc là bọc nó vào trong một cái tủ kính cũng được. Thôi được rồi, bây giờ cái việc nghiên cứu đến cái block này á thì cứ để cho tôi ở đây để nghiên cứu. Còn mọi người thì mọi người đi làm việc tiếp đi. Hôm nay mọi người tính làm gì nào? Tôi sẽ đi bắt cá. Tại vì á, mọi người bình thường ăn thịt nhiều rồi này, ăn rau, nhưng mà cá cũng là chất cần thiết cho cơ thể ấy nha. Nên là tôi sẽ đi bắt cá để bồi bổ dinh dưỡng cho mọi người. Thế thì quá tốt luôn. Tôi thấy là ở bên này nè Cao Mui, ở phía bên này có một cái bờ biển. Thì cái bờ biển này á, rất là ít có zombie xuất hiện. Cho nên tôi nghĩ rằng sẽ là một nơi khá an toàn để cho Cao Mui có thể đánh bắt cá. Vậy thôi, nhờ Cao Mui kiếm giùm bọn tôi cá về để có thêm thức ăn nha. Ok, tôi đi liền luôn đây. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người gặp sau nha. Tạm biệt. Còn hai người sẽ làm gì? Còn tôi hả? Tôi thấy dưới kia quá trời gà luôn, chắc chắn sẽ có trứng gà. Nên hôm nay tôi quyết định sẽ làm cho mọi người một cái bánh kem siêu to khổng lồ. Đó, thấy hay không? Bánh kem cũng được. Tính ra là lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bánh kem đó. Thôi thì nhờ Sammy nha. Thôi, bây giờ tôi đi làm nha. Bye mọi người nha, bye bye. Ok. Tạm biệt Sam. Nhớ đem bánh kem cho bọn tôi nha. Rồi còn Simi thì sao? Chắc là một người làm việc hết trơn rồi nên hôm nay chắc tôi sẽ thôi. Hôm nay ông cũng làm mệt rồi, để tôi gọi là hôm nay tôi quan sát tình hình ở xung quanh cho. Thế nhá. Ok, vậy thì thôi. Tôi nghĩ rằng là bây giờ cũng là đang là buổi sáng cho nên bọn zombie xuất hiện sẽ khá là đông. Nhờ Simi sẽ quan sát xung quanh coi bọn zombie có ở quanh đây hay không nha. Còn tôi thì sẽ nghiên cứu tiếp về cái block này. Được không? Được. Ok, rồi, ông cứ nghiên cứu đi. Block này mình không hiểu tại sao nó lại đem đến cho mình một cái sức hút rất là kỳ lạ. Rốt cuộc nó là gì vậy ta? Đến giờ thu hoạch trứng rồi. Ui quá trời trứng luôn nè. Cảm ơn mấy bé gà nha. Đây cho mấy bé ăn nè. Trời ơi như này trứng nhiều nha. Để làm bánh nhiều quá trời luôn. Đó rồi. Rồi bây giờ tiếp theo là đến lúa nha. Đó làm bánh kem vậy không thể nào thiếu lúa được. Lúa này làm bột mì. Đó rồi. Sau khi thu hoạch lúa xong mình sẽ trồng lại. Đó. Quá xịn luôn. Rồi thu hoạch hết luôn nè. Và cuối cùng là sữa bò. Ok đã đầy đủ nguyên liệu. Wow, cuối cùng làm xong hết rồi. Thơm quá trời đất luôn. Để xem coi mình làm được 6 cái. Thì để xem coi nào. 4 cái dành cho mọi người. Còn 2 cái thì dành cho Phong Cẩn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ để đem lên cho mọi người nè. La 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 la. Tới chưa ta? Ủa nhưng mà khoan, tại sao mình lại có cảm giác quan tâm cái ông Phong Cẩn kia nhỉ? Ủa, không lẽ mình thích ổng thật mà? Không thể nào. Mình như thế này làm sao lại có thể thích một tên zombie xấu xí được đúng không? Chắc là không phải đâu. Chắc là do mình sao sao ấy. Chắc chắn là không thể nào thích ông Phong được. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Rốt cuộc cái khói này là khói gì vậy ta? Nhức đầu quá à. Phong ơi, nè. Hả? Dễ xem. Tôi có chuyện này muốn nói với ông nè. Chuyện gì? Thực ra thì tôi cảm ơn ông rất là nhiều nha. Bởi vì hồi nãy ông đã cứu tôi á. Ủa? Cứu? Tôi nhớ rồi. Là cái vụ zombie hồi nãy á hả? Có gì đâu mà. Thì trong lúc mà tôi thấy Sim gặp nguy hiểm á thì tôi ra tay cứu giúp thôi. Chúng ta là bạn bè mà, phải đoàn kết thì mới là sức mạnh, hiểu không? Thật sự đây là một tôi có một người bạn tốt như ông luôn á. Nên nhất định có chuyện gì xảy ra tôi sẽ giúp đỡ ông hết mình luôn. Trời ơi, cứ khách sáo mà. Chúng ta là bạn bè của nhau. Trong cái thời buổi zombie hoành hành như thế này á, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đoàn kết. Bởi vì là đoàn kết chính là sức mạnh. Cố gắng cùng với nhau mà thoát ra khỏi cái đại dịch zombie này chứ, đúng không? Đúng rồi. Thôi rồi, mà từ nãy giờ bà quan sát thấy có con zombie này xung quanh đây không vậy? Từ nãy giờ chưa thấy Cam Mui về nữa.
Tôi quan sát nãy trừ thấy hôm nay vắng hết trời luôn á, không biết tại sao luôn á. Ok, vậy thì cũng yên tâm rồi, tại vì từ nãy giờ chưa thấy ca mui về cho nên tôi hơi lo. Thôi rồi vậy nha, để tôi tiếp tục xem thử coi cái lốc này là gì. Tôi đang rất là đau đầu về nó luôn á. Khoan đã. Sao tự nhiên tôi lại bị choáng vậy ta? Nè, ông có sao không vậy? Nè, không có. Đau đầu quá. Chuyện gì xảy ra vậy ta? Còn ông có sao không vậy? Không sao đâu. Tôi cũng không biết dạo này cơ thể của tôi bị gì nữa. Tôi rất là hay thường xuyên bị đau đầu như thế á. Nhưng mà một tí là nó lại hết á. Cho nên chắc là không sao đâu. Thiệt tình nó không làm tôi lo quá à. Nè. Chuyện gì xảy ra vậy ta? Chứ? Ông ơi bên kia một. Hả? Simmy đang ôm Phong Cận sao? Chẳng lẽ hai người họ? Ủa tiếng của ai vậy? Ủa Sim ơi, hình như hả? Sammy mới vừa lên đây đúng không? Tôi không biết nữa. Ủa, bả đi đâu vậy ta? Sao mà kêu bảo là đem bánh lên đây xong rồi mới vừa nghe tiếng lại đi đâu mất tiêu rồi? Chắc là lát nữa mới đem á, chắc nãy tụi mình nghe nhầm á. Ok. Không lẽ cái tên Phong Cận đáng ghét kia với Simmy thích nhau thật hả? Ủa, khoan, hình như chỗ này là chỗ lần đầu tiên mình và Phong Cận gặp nhau thì phải. Mà tại sao mình lại tới nơi này nhờ? Sáng giờ chưa câu được con cá nào hết trơn á, bực ghê trời. Buồn quá à. Ủa? Hình như là giọng có mui thì phải đúng không? Để xem coi. Ủa, đúng rồi nè. Đang buồn như thế này có người tâm sự chắc chắn sẽ đỡ hơn. Mui ơi, Mui ơi, con xăm xấu xí này biến đi chỗ khác coi, nhìn ngứa mắt chết đi được luôn á. Cái gì? Chẳng lẽ ca mui cũng ghét mình hả? Tôi ghét mọi người. Mọi người không còn ai cần mình nữa. Ngay cả ca mui cũng bảo mình cút đi. Có lẽ đến lúc mình phải đi rồi. Zombie! Ôi, chết rồi, phải chạy thôi. Bên này cũng có zombie nữa hả? Ôi, tránh ra, không được lại gần ta. Trời ơi, cái bà Sammy nè, bà đi đâu mà giờ này chưa về nữa vậy ta? 6 giờ tối rồi đó, mà còn chưa về nhà nữa. Kiểu này thế nào cũng bị zombie tấn công cho mà coi. Buổi tối là thời điểm mà zombie xuất hiện đông nhất luôn á. Bộ bả không biết thấy gì trời. Ủa, Camui, Simmy, hồi sáng đến giờ hai người có nhìn thấy Sammy đâu không vậy? Hả? Sáng nữa hả? Tôi là người rời đi đầu tiên à. Mới lại là tôi cũng ở bãi biển câu cá từ sáng đến tối à. Tôi có thấy Sammy luôn ở đâu đâu. Cái gì kỳ vậy? Ủa, còn Sim, mà có thấy Sam đâu không vậy? Tính ra ông với tôi hôm nay ở nhà suốt mà, làm sao biết Sam ở đâu được đúng không? Trời ơi là trời, Sam ơi là Sam, giờ này còn đi đâu nữa vậy? Tôi lo quá. Camui à, Simmy, có khi nào Sammy bị zombie tấn công rồi không? Hả? Nói xui nha, cái này là nói xui nha, không được nói xui nha. Nhưng mà giờ này bà chưa về nữa thì chỉ có thể có trường hợp như vậy thôi. Thôi, không được rồi. Tôi nghĩ rằng là ba chúng ta nên chia ra để đi kiếm Sammy thôi. Chứ kiểu này là không được đâu. Đi kiếm nhanh đi á, không trời tối zombie ra đông còn không khéo còn không tìm được, đi nhanh. Đúng rồi. Mình phải lấy vũ khí thôi. Mọi người mau mau lấy vũ khí đi, nhanh lên. Vũ khí. Chết tiệt chứ. Không biết giờ này Sammy đang ở đâu nữa. Nhanh lên mọi người. Sammy à, hãy chờ tôi tới cứu bà đây. Đi nhanh mọi người ơi. Nhanh lên. Trời ơi. Hay. Ra đây. Bây giờ như thế này nha, tôi sẽ đi về hướng này. Còn Camui với lại Simmy, hai người là con gái, cho nên hãy đi chung với nhau. Đi về hướng bên kia, được không? Được, okay. Được rồi, đi nhanh lên. Rồi, biết rồi. Sam ơi là Sam, bà đâu rồi? Lo quá. Sam ơi. Ôi, Sam ở đâu rồi? Sammy ơi, bà đang ở đâu vậy? Sammy ơi, trời ơi, giờ này còn đi đâu nữa vậy trời? Sam ơi, Sam! Zombie!
hết rồi, bọn zombie xuất hiện đông quá. Phải tiêu diệt bọn nó thôi. Hay à, zombie nè, tránh ra. Rồi xong hết đạn rồi. Chết thật chứ, bọn chúng đông quá. Số đạn này chỉ đủ để đánh một số con thôi. Kiểu này là không xong rồi. Chạy thôi. Nhưng mà Sammy thì sao? Không được. Nếu như bây giờ bọn zombie xuất hiện đông như thế này, nếu như mà Sammy ở bên thành phố bên kia thì sao? Thì Sammy sẽ bị tấn công. Không được, mình phải đánh tay không bọn chúng luôn. Mình là zombie mà, mình không có sợ bị cắn. Zombie à, tránh ra. Không biết cái này Sammy đang ở đâu vậy? Cút ra. Tránh ra đi cho ta đi tìm Sammy. Đi ra nào. Cái bọn zombie đáng ghét này. Ai à, đâu quá. Ai à. Chết rồi. Bọn chúng đông quá, kiểu này thì mình cũng sẽ bị ăn thịt mất thôi. No. Không. Ủa, bọn zombie đã mất tiêu hết rồi. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là hồi nãy mình bị mấy con zombie tấn công ở chỗ này, bọn chúng đông lắm mà ta. Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao bọn chúng bốc hơi vậy? Ủa, cái gì kia? Người đó là ai vậy? Hả? Ủa, sao người đó biến mất rồi? Bạn gì đó ơi? Ủa, người đó là ai mà nhìn lão vậy ta? Hình như là mình nhớ trên hòn đảo này chỉ có mỗi một mình Sammy, Simmy và Camui thôi mà. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một người nữa? Mà cái người này kỳ lạ thật. Tại sao lại đứng ở trên nóc nhà để quan sát mình, và sau đó còn mặc một cái bộ đồ rất là kỳ lạ nữa? Thôi kệ đi, không nên quan tâm. Bây giờ mình phải đi kiếm Sammy thôi. Sammy ơi, bà đang ở đâu? Sammy ơi. Hello team.